Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án rất là mới, hai căn nhà tại phường Đông Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với hai cái căn nhà này, ưu điểm lớn nhất là gần với lại Ủy ban Nhân dân phường, gần với trục đường quốc lộ 6. Tiếp theo đó là đường ngõ trước nhà cực kỳ là thông thoáng, cách với đường ô tô đi lại 50m. Ngõ trước nhà thực tế của hai căn nhà này nó phải rơi khoảng tầm hơn 3m một chút xíu mọi người nhé. Và với cái hai căn nhà này thì diện tích từ 45 cho tới 46m2. Thiết kế và xây dựng ở đây quý vị nhìn này, 1, 2, 3, 4 và 5 tầng mọi người nhé. Và với cái hai căn nhà này thì sổ đỏ pháp lý tất nhiên là chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Từ vị trí này thì rất là phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông hoặc quý vị đi làm theo cái trục đường Trương Mỹ và theo trục đường quốc lộ 6 đi lên bến xe, lên tới Hà Đông, lên tới trung tâm Hà Đông. Từ vị trí ngôi nhà cách với trung tâm Hà Đông khoảng tầm 15 phút đi xe máy, cách với lại trung tâm Hà Nội khoảng tầm 30 cho tới 40 phút đi xe máy quý vị nhé. Đó, và Ngói sẽ quay và gửi tới quý vị một trong hai căn nhà này. Thì với hai căn nhà này, hướng nhà của căn này là hướng Đông Nam, còn lại hướng nhà của căn này là hướng Tây Bắc. Quý vị có thể cân đối một trong hai hướng xem mình hợp với lại hướng nào thì có thể đi xem nhé. Và với cái căn nhà này thì diện tích là 46m2 quý vị ạ. Giá bán từ 2.550.000.000 đồng một căn thôi. Đó, đi ra tới bến xe Yên Nghĩa thì nó khoảng tầm 3 cây, hơn 3 cây mọi người nhé. Và quan trọng nhất, sổ sách chuẩn chỉnh bàn giao nhà thì cái căn nhà này đang là vào những cái khâu hoàn thiện cuối cùng. Tuy nhiên với những cái căn diện tích rộng như thế này thì Ngọc Ánh rất thích quay sớm để gửi cho quý vị, để quý vị nào mà có mong muốn diện tích rộng, ở nó thoải mái thì có thể liên hệ trực tiếp với em ngay và có thể mua nhà tại thời điểm này được rồi. Với phần thiết kế cửa chính hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá tầng 1 của ngôi nhà. Với tầng 1 thiết kế là bên ngoài, nơi Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần phòng khách. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng đều đã được lắp đặt thiết kế đầy đủ. Với cái căn nhà này thì còn một chút chút cái phần hoàn thiện cuối cùng nữa thôi, về phần dọn dẹp vệ sinh cũng như là lắp đặt một chút chút nữa là ok mọi người nhé. Đó, và bên ngoài phòng khách rất là rộng thì bên trong cũng là một cái phòng bếp vô cùng thoáng, với không gian phòng bếp hoàn thiện, chỉn chu, ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng. Đây quý vị có thể nhìn thực tế luôn, tủ bếp mọi cái đều hoàn thiện xong hết, phụ kiện bếp, chất liệu, nói chung là ok. Với giá 2.550.000.000 đồng một căn nhà này mà có hỗ trợ vay vốn ngân hàng thì với tương ứng căn nhà này quý vị có thể vay được tối đa 70-80% giá trị ngôi nhà sau khi ngân hàng định giá, được vay với cái tại thời điểm này lãi suất cực kỳ là ưu đãi. Đợt vừa rồi một loạt ngân hàng có giảm lãi suất cho vay để quý vị có thể mua được bất động sản về cái phần nhà ở, cho nên quý vị có thể mua tại thời điểm này. Thứ nhất là giá nhà hợp lý, thứ hai lãi suất giảm rất là ok nha mọi người. Với cái phần không gian phòng bếp đây quý vị có thể nhìn rất là rộng rãi, hợp lý này, để được một bộ bàn ăn ở đây. Toàn bộ phần hoàn thiện là gạch mọi cái là đã ok rồi, phần sơn đó đầy đủ hết cho quý vị rồi. Một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1. Phòng vệ sinh này đáp ứng công năng chỉ sử dụng ở phía dưới tầng 1 thôi. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên các tầng phía trên của ngôi nhà. Đó, rất là rộng đúng không ạ? Phần ngăn cách giữa cầu thang thì ở đây có một cái vách CNC. Đó, gỗ mọi người ạ, rất là đẹp. Kệ trang trí nho nhỏ ở phía dưới nhưng mà cũng có thể để được đồ nha mọi người. Đó, diện tích rộng, giá bán hợp lý, vị trí đi lại nó vẫn thuộc quận Hà Đông. Đó, chưa đến cầu Mai Lĩnh nha mọi người. À, với cái căn nhà này thì đi qua cầu Mai Lĩnh một chút, gần với Ủy ban Nhân dân phường Đồng Mai. Đó, với cái tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà, thiết kế toàn bộ là gỗ và mặt bậc của bậc cầu thang thì ở đây mặt bậc toàn bộ dùng là gỗ tự nhiên quý vị nha. Và Ngọc Ánh xin mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Quý vị ơi, với cái tầng 2 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế cho mình hai phòng ngủ thoáng trước thoáng sau. Đây là phòng ngủ đầu tiên, toàn bộ tất cả các phòng ngủ đều được lát sàn gỗ. Đây, cửa sổ thông thoáng, đầy đủ tiện nghi, ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng. Đây này, Ngọc Ánh chia sẻ có một chút chút về cái vấn đề dọn dẹp vệ sinh nữa, là căn nhà này quý vị có thể dọn đồ về và ở được. Nói chung nhà thì tất nhiên bàn giao là phải mới hoàn toàn cho quý vị rồi, còn đây là đang trong khâu những cái khâu hoàn thiện cuối cùng.
Đây là phần phòng ngủ hướng ra phần ngõ, có ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Đây, ban công rất là rộng. Đây quý vị ơi, có thể nhìn giúp em. Ở đây có hai căn được xây dựng, tuy nhiên hai căn này là đối nhau, cho nên xây dựng và thiết kế là độc lập duy nhất một căn một mọi người nhé. Đó, nếu như quý vị nào mà thích tìm nhà theo cái kiểu diện tích rộng này, được xây độc lập một căn này, nhà xây mới này, sổ đỏ chuẩn chỉnh mà giá bán chỉ có từ 2.550.000 đồng một căn, thì mọi người liên hệ ngay với lại nhà tốt để có thể sở hữu cho mình được cái căn nhà ưng ý nhất nhé. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2. Đây, tương đối là rộng, đầy đủ quạt hút mùi, sen cây tắm, lavabo. Và đây, bồn cầu liền khối rất là thoáng. Ngoài cái quạt hút mùi thì ở đây còn có một chiếc cột sổ nhỏ hướng ra phía bên ngoài. Phòng vệ sinh thì được ốp gạch 30-60 lên trên tới tận trần, rất là sạch và thẩm mỹ. Mời theo em lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Như vậy, lên trên phía tầng 3 có 4 phòng ngủ riêng, với thiết kế hành lang đi vào các phòng ngủ tương đối rộng. Phòng ngủ nào cũng ánh sáng, đây quý vị có thể nhìn thực tế này, ánh sáng tự nhiên. Tất cả các phòng ngủ đều thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Ở đây nước là nước sạch rồi quý vị nhá. À, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn bàn giao cho quý vị đầy đủ để quý vị có thể dọn đồ về ở. Đây là phòng vệ sinh ở tầng 3, sử dụng tương tự như tầng 2. Cái căn nhà này thì còn một chút về cái phần lắp cửa nữa thôi là quý vị có thể dọn đồ về ở rồi. Đấy, còn một chút là về phần lắp cửa này, rồi là về dọn dẹp vệ sinh là quá ok luôn. Còn đâu thì điện, nước, mọi cái xong xuôi hết cho quý vị rồi. Đấy, phòng nào cũng ánh sáng tự nhiên, cũng như là cửa sổ thông thoáng như thế này mọi người nhé. Tất cả các phòng ngủ đều được thiết kế rất là đầy đủ, chi tiết, công năng sử dụng vô cùng hợp lý, diện tích rộng 4 phòng ngủ. Vậy thì tầng 4 của ngôi nhà còn thiết kế như thế nào? Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video nhé. Và quý vị ơi, Ngọc Ánh đang đứng ở trên phía tầng 4 rồi ạ. Với tầng 4 này thì ở trên đây có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, đây, một cái phòng như thế này. Với cái phòng này thì cái này là tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Quý vị có thể thiết kế là phòng thờ riêng hoặc bên này là phòng thờ. Nếu như quý vị ở hộ gia đình rất là đông thì quý vị có thể thiết kế thêm, đây là một cái căn phòng ngủ nữa cho quý vị. Thì như vậy là có 5 phòng ngủ riêng. Còn sân phơi tất nhiên là riêng biệt rồi mọi người ạ. Với cái diện tích 46m siêu rộng, xung quanh hàng xóm cũng như là dân cư rất là đông đúc, thân thiện. Từ vị trí này chợ trường phường trạm rất là gần, bán kính khoảng tầm 500m ra ủy ban, trường mầm non, tiểu học, trạm y tế cấp 1, cấp 2 Đồng Mai quý vị nhé. Đấy, đây là phần còn lại sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Đây mọi người ạ, phần sân phơi này thì chủ nhà có thiết kế thực tế như thế, như trên video là có lợp kính cho mọi người nhé. Lập kính cường lực ở phía bên trên. Ở đây thì có một cái khu tiểu cảnh, quý vị có thể trồng cây. Nói chung là cái này thì tùy công năng sử dụng. Còn đấy, có như thế nào thì Ngọc Ánh quay và review cho quý vị như thế. Vòi nước mọi cái ở đây thiết kế đầy đủ. Xung quanh đây quý vị có thể nhìn xung quanh, dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện. Và ở cái khu vực này thì cũng khá là yên tĩnh. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thông tin chi tiết về cô nhà mà Ngọc Ánh đang quay thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0988041444. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.